tuổi Canh Ngọ sinh con năm 2025 sẽ gặp được nhiều thuận lợi và may mắn, nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của quý nhân trên con đường công danh và phát triển tài vận. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, tức là năm con rắn. Kinh nghiệm của người xưa truyền lại, những người tuổi Tỵ là những người sống rất khôn ngoan và khéo léo. Họ lại là những người giàu tình cảm, sống nội tâm và có một vẻ đẹp rất cuốn hút. Sinh con năm 2025 về sự nghiệp, tuổi Canh Ngọ sinh con năm 2025 có hợp tuổi với bố mẹ không? Xét theo ngũ hành, sinh con năm 2025 mệnh hỏa, Canh Ngọ mệnh thổ là tương sinh Canh Ngọ. Nếu sinh con năm 2025 thì sự nghiệp đi lên gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, mang mọi thứ đều trở nên vinh hiển. Bạn có sao Thái Dương chiếu mệnh nên có tính cách tích cực, thẳng thắn, nhiệt tình trong cuộc sống, công việc. Sau khi sinh con thì các bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến công việc, được quý nhân hỗ trợ. Lời khuyên trong công việc là Canh Ngọ nên tranh thủ hợp tác, làm việc với đồng nghiệp, làm việc nhóm sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cơ hội phát triển tài năng hơn và nhận được nhiều cơ hội lớn để thăng tiến. Tuổi Ngọ sinh con năm 2025 về đường tài vận sinh con, dự báo nếu sinh con vào năm 2025 thì tuổi Canh Ngọ sẽ gặp được Bách Việt là một thần sát tốt, đại diện cho công việc thuận lợi, tài chính ổn định. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân cộng thêm với khả năng làm việc hiệu quả, giúp cho tuổi Canh Ngọ trong năm 2025 sẽ kiếm được nhiều tiền, có điểm về gia tài, cho nên vấn đề tiền bạc không cần quá lo lắng. Về phương tiện tình cảm, tuổi Canh Ngọ sinh con năm 2025 là một ngôi sao đào hoa. Nói chung, chuyện tình cảm của bạn khá tốt, vợ chồng yêu thương lẫn nhau, đứa con chính là cầu nối giữa hai vợ chồng để cả hai có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Sau khi sinh con sẽ có nhiều chuyện phải lo lắng, là vợ chồng với nhau thì Canh Ngọ cần san sẻ công việc với đối phương. Chăm sóc con cái là chuyện của cả hai. Sự chia sẻ giúp cho chúng ta có được cuộc sống cân bằng. Năm 2025 là một năm thích hợp để sinh con và bồi đắp tình cảm. Các bạn có thể kết nối các thành viên trong gia đình với nhau và sẽ được khoảng thời gian hạnh phúc trong năm này. Về phương tiện sức khỏe, sinh con Ất Hợi, Ất Tỵ có tốt cho ba mẹ không? Theo dự báo, tuổi Canh Ngọ sẽ có sức khỏe khá tốt sau khi sinh con, có tinh thần khá tốt, tăng cường tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn có được sức khỏe ổn định. Tử vi dự báo Canh Ngọ sinh con năm 2025 sẽ có được sức khỏe tốt, đủ sức khỏe sinh con và chăm sóc bé. Lời khuyên dành cho các bạn là nên tăng cường tập luyện thể thao. Phụ nữ Canh Ngọ nên bổ sung bản thân để có sức khỏe chăm sóc. Tuy nhiên, kết hợp với chế độ dinh dưỡng và chế độ luyện tập để được một tinh thần khỏe mạnh. Kết luận trên đây là video tuổi Canh Ngọ sinh con năm 2024 có tốt không của tử vi. Kính chúc quý độc giả tuổi Canh Ngọ năm mới sẽ đón thêm được nhiều niềm vui. Sinh con chính là vận may của mỗi người, bởi làm cha mẹ là điều hạnh phúc nhất thế gian. Con cái là lộc trời ban, nên khi có em bé hãy trân trọng điều đó.